Trời, thấy một bài hát rất là vui tươi, làm cho nhà gái đang rất là rạo rực. Quá vui. Ăn dễ, ngủ dễ, kiên trì. Ví dụ như mình có làm sai, mình sẽ làm lại hoài. Thật thà, hiền lành. Dạ, em thích tóc dài rồi. Tóc dài đẹp hơn. Có tóc dài. Tôi tóc ngắn tôi cũng đẹp lắm, đừng nói vậy. Mời nhà trai. Đây. Chào em trai. Trời, lãng tử quá ha. Mời nhà gái. Rồi, bây giờ nhà trai giới thiệu về mình cái đi nào. Dạ, thưa chú Quyền Linh, là con là Nguyễn Quốc Khánh. Quốc Khánh. Con sinh năm 1990, làm việc ở Học viện Nghệ thuật Queen Art, dạy học âm nhạc. Thầy giáo dạy nhạc luôn. Dạ. Quê mình ở đâu Khánh? Dạ, con ở Sài Gòn. Dạ, nhà gái cũng xin phép được giới thiệu lý lịch với nhà trai. Mời em. Em xin chào tất cả khán giả ở trong trục quay và chào tất cả khán giả trong chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mai, em sinh năm 1991 nhưng mà đây là tuổi khai sinh thôi, tuổi thật của em là 1992. Hiện nay thì em đang là giáo viên marketing và em có kinh doanh mỹ phẩm. Dạ chào thầy cô giáo luôn. Hai bạn này cảm giác như là tuổi trẻ mà tài rất là cao. Mình là giáo viên dạy âm nhạc nên ta chào mừng bằng một giai điệu âm nhạc nào. Mời thầy giáo dạy âm nhạc. Dạ hôm nay đến với chương trình là cũng là sắp tới mùa xuân rồi. Thì Khánh xin chúc cho chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả đến xem chương trình. Đầu tiên là sức khỏe, là công việc thật tốt, tình cảm bạn bè gia đình ổn định. Rồi câu hay nhất là tình cảm bạn bè gia đình ổn định đó. Em xin gửi đến chương trình một bài hát của một người chú của em sáng tác, đó là nhạc sĩ Trần Quang Cường. Ca khúc được mang tên là Khúc Xuân Về. Em đến thăm nhà tôi, đợi nghe tin xuân rộn rã đến bên thềm. Bâng khuâng hương khói vào trong áo, thấp thoáng môi cười những cảnh xinh. Xuân đã đến rồi khắp nơi nơi, trắng tinh hoa mận thắm hoa đào. Vàng rơi sao sáng vương mãi nở, sao xuyến dâng tràn cả ước mơ. Tháng riêng hoa cài trên đê cũ, em gói em về giữa chốn quê. Các khoai lòng ai như mắng nở, lối về họ hẹn cùng mênh mang. Em đi trong nắng vàng xanh ấy, lất phất mưa phùn dại nhớ nhung. Dạo dưới vòng trần thơ mộng quá, yêu cả đất trời vạn mùa xuân. Yêu cả đất trời vạn mùa xuân. Yeah. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Khánh rất là nhiều. Tuyệt vời. Trời, thấy bài hát rất là vui tươi, làm cho nhà gái đang rất là rạo rực. Quá vui. Anh hát rất là hay rồi, nhưng mà em thì không biết hát. Thì bây giờ em chúc thôi được không? Được. Dạ vâng. Thì nhân dịp Tết đến xuân về, em chúc anh chị Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả khán giả xem chương trình cũng như khán giả tại trường quay và cả anh nữa, một năm mới không thể bình an hơn, không thể hạnh phúc hơn ạ. Cảm ơn nhà gái. Bây giờ mình nói luôn những cái điểm mạnh điểm yếu của mình luôn đi nhà gái. Đúng rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì em? Thì điểm mạnh của em thì theo em nghĩ là mình là một người khá là độc lập, tự tin và mạnh mẽ. Về cái nhược điểm ấy thì em nghĩ là do cái tính em nó cũng hơi lề mề nên em hay đi trễ một chút. Không, nhà trai. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Cú Khánh? Dạ, điểm mạnh của con là con biết đàn hát. Ăn dễ, ngủ dễ, kiên trì. Ví dụ như mình có làm sai mình sẽ làm lại hoài. Thật thà, hiền lành. Có nông tính không? Ví dụ trong công việc thì đôi lúc có mấy cái hơi hơi. Xin hỏi nhà gái đường tình duyên sao nè? Em mới quen chính thức thì hai người thôi ạ. Tại vì em quen cũng thời gian nó khá là ngắn, nó chưa kịp để sâu đậm ấy. Cái hồi trẻ mình yêu thì nó có hai trường hợp ạ. Một là mình yêu sai cách, hai là yêu sai người. Thì em là cả hai rồi đấy. Nên là em mong là hôm nay em đến với chương trình thì là đúng ạ.
Trời, cái câu này hay quá. Vậy thì em nói luôn đi là cái mong muốn em có một cái người bạn trai á, nó như thế nào? Dạ vâng, nói chung cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em về ngoại hình ấy, thì em thích một bạn kiểu nam tính, cao trên 1m72. Không cao to đen thôi là được. Về tính cách thì em thích người có trí, tức là bạn ấy thông minh và giỏi hơn em đi, hài hước và thú vị, tại vì em thấy em đã nhạt lắm rồi. À, giờ để chị qua chị đúng coi rồi, coi là có cao to hay không nha. Trời, cao to. Trời. Em ơi, chị thấy không mấy em nhào qua luôn đi chứ chị thấy ngon lắm. Ngon lắm, 27 Tết kiểu này là ngon lắm em. Ủa, nhà trai tôi ăn được hay sao ngon? Trời, nghe thơm phức trời. Thơm. Thôi bây giờ nè, mình nói cho nhà gái nghe là cái đường tình duyên của mình như thế nào, để coi coi là đường tình duyên nó có trắc trở nhiều dữ không. Dạ, đường tình duyên của em là cũng giống như bạn á, là chính thức thì có 2 thôi. Thì mối tình đầu thì là 6 tháng, mối tình sau thì nó dài hơn là 6 năm. Nhưng mà cả hai không có học cùng ngành đó chị, cho nên không có chia sẻ được công việc. Xa nhau á, một bạn thì ở xa, em ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng. Lỗi của em là chưa có cố gắng đó. Cố gắng phát triển sự nghiệp rồi chưa có dành thời gian nhiều cho bạn, đủ để lo cho bạn với lại cho gia đình bạn nói tin tưởng. Để tôi qua tôi coi bên nhà gái sao rồi tôi quay lại tôi nói. Trời tôi ơi, Facebook. Hay sao? Dễ hương. Dạ, em cảm ơn. Dáng người mẫu. Cao mét mấy? Dạ em cao 1m59 thôi ạ. 59 mang guốc lên 69 không sao. Rồi bây giờ mình không thích điều gì ở đàn ông? Về nói về không thích ấy, thì em có 3 điểm em không thích. 3 điểm nè ha, điểm gì đâu nào? Thứ nhất là lăng nhăng, cái thứ hai là em không thích người không có chí tiến thủ. Cái thứ ba đấy là vô tâm. Cái này mệt á. Mình thích người gái cao hay là thấp người hay ốm hay là mập, tóc dài hay tóc ngắn? Dạ em thích tóc dài rồi. Tóc dài đẹp hơn. Có tóc dài. Tôi tóc ngắn tôi cũng đẹp lắm, đừng nói vậy. Dạ là tại em thích thôi. Rồi dáng người thì không ốm không gậy, bình thường được rồi. Đúng ý luôn, vừa phải. Thôi nói chung là hai bạn này là cơ bản là cũng rất là được, hợp với nhau. Bây giờ mình hỏi người thân đi ha. Em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và bạn. Nhìn là biết rồi. Dạ em. Sao cưng thấy anh này ok không? Dạ em thấy anh ok, đẹp trai này, vui tính này, có hơi lãng tử. Em muốn là anh chị cho nhau cơ hội. Em gái em là hiền. Câu vậy thôi là được rồi đó. Em gái rất là hiền luôn, gái rất là ngoan luôn đó. Bây giờ nhà trai mình đi với ai? Tại vì con muốn cho mọi người bất ngờ cho con đi mình à. Làm giật mình. Thôi mở rào nào. Hôm nay mình tới chương trình này mình có cái bó hoa tặng bạn. À dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng có quà tặng. Em hy vọng là sau mỗi cái giờ anh đi làm về vất vả, anh đốt cái này lên thì anh có thể cảm thấy thoải mái, tinh thần hơn. Anh đốt lên thì anh ngửi cái mùi hương này, anh nhớ đến em. Trời ơi, hay quá vậy. Nào cũng... Em có quà để tặng chị nữa. Cảm ơn em. Dạ, em có một phần quà tặng chị. Trời ơi, vậy tôi đốt lên nữa hả? Cái này không phải đốt. Thanh Kiều so much. Em thấy anh sao? Cái lúc mà em chưa mở rào ra thì em thấy anh có giọng nói rất là ấm áp, kiểu em thích giọng con trai miền Nam mà. Cái lúc ấn tượng gặp thì em thấy anh cũng nói chung là cũng đúng với cả mẫu người của em, cũng kiểu nam tính, trông anh cũng có vẻ thật thà uy tín. Cảm ơn. Thế bây giờ anh hát tặng cho em một đoạn mà anh thích đi. Chị rất là muốn nghe một cái tiếng đàn réo rắt với một cái bài nhạc nó nhẹ nhàng. Ủa, tôi tặng bà mối luôn. Trời trời chứ sao. Đó. Rồ mắt tình. Rồi đứt ruột. Đứt ruột vô ruột luôn. Chị nghĩ là em có sao xuyến chưa? Chứ chị là cái người rất thích hình ảnh người con trai ôm cái đàn guitar cứ réo rắt vậy hoài là chị mê lắm. Em nghĩ là chắc là ai cũng sẽ thích. Ừ, thích lắm.
Em thì em cũng cũng biết nấu ăn một chút, nhưng mà em không biết nấu món miền Nam. Không sao đâu, thực sự anh ăn rất là dễ. À. Tại vì hồi xưa cũng giống chú Quyền Linh là cũng từ khó khăn, cho nên không có kén món ăn gì hết. Thì cũng trải qua mấy mối tình rồi, thì mình cũng chỉ mong là có một người đồng hành với mình lâu hơn, cùng nhau chia sẻ công việc, xây dựng gia đình, xây dựng sự nghiệp. Anh nghĩ là cái lý do mà anh chia tay là lớn nhất là cái gì? Chắc là do anh chưa có đủ sự nghiệp. Thì mỗi người đàn ông nào cũng phải vậy hết. Khi mình cảm thấy thua kém những cái người khác á, thì mình sẽ tự ti, rồi mình sợ nhất cái đó thôi. Vậy giờ mình có sự nghiệp chưa? Cũng gần. Cũng đang rồi. Làm công ty nhưng mà cũng chưa có phải là lớn lắm. Từ từ ta có. Dạ, từ từ. Em không quan trọng là anh có tiền hay không, nhưng mà chỉ cần anh có chí thì em nghĩ chắc chắn sau này anh sẽ có tiền đủ. Và em không cần phải kiểu là quan tâm quá nhiều hay này kia, chỉ cần là mình hiểu cho nhau và có thể nói chuyện và chia sẻ được với nhau là được. Rồi bây giờ thế này nè Quốc Khánh. Dạ. Mình tiến tới bạn gái, mình nắm tay bạn gái ha. Hai đứa đứng lên nhìn thẳng mắt nhau, mình nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện. Mạnh mẽ lên nào. Đây, cầm tay nha. Đây, anh nắm tay này chứ. À, nhưng mà tay anh ấm, tay anh ấm. À đúng rồi, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Nhưng mà tay em lạnh. Đúng không? Khi đã tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì bản thân ai cũng là muốn mong muốn được tìm được một cái người mình muốn hẹn hò đó. Thì mình nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Thì không ai biết ngày mai thế nào hết, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm cho cái duyên này nó tốt nhất có thể. Em có muốn cùng anh làm một cái duyên mới hay không? Anh hát cái bài Anh Muốn Mình Về Nơi Biên Vắng gì đó. Phải vô luôn á. Anh mặt. Muốn được cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày nghe ươm nắng dưới bóng dừa lạ lời. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. À, em nhớ, con nhớ như đó. Được. Những cái giây phút vừa rồi hai bạn đứng ở trên sân khấu đối diện nhau, nắm tay nhau, nói chuyện với nhau, cảm xúc hai bạn như thế nào, cái trái tim của mình nó như thế nào, thì bây giờ là hai bạn sẽ là người quyết định. Chàng nhạc sĩ, ca sĩ tương lai bên cô kia marketing, hai người làm ăn tốt lắm. Trời ơi, bấm hết rồi, chưa đếm gì hết. Ủa vậy hả? Chúc mừng luôn. Có những điều chúng ta không cần nói mà chỉ là hành động thôi. Bây giờ chúng ta chính thức đã đồng ý hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau. Đó. Trời, mình thấy hai bạn này cái mình muốn hẹn hò quá mọi người ơi. Bây giờ xem như gia đình nhà gái đang theo dõi chương trình, mình thưa với hai bác, thưa với gia đình. Dạ thì hôm nay con tham gia chương trình này, con tìm được một bạn gái rất là xinh đẹp và hợp tính, thì con xin phép hai bác cho con với bạn được hẹn hò với nhau rồi để tìm hiểu nhau. Rồi thời gian sau nếu mà hợp thì sẽ tiến xa hơn. Vài bữa nữa tốt nha, qua nhà chúc tốt luôn nha. Và bây giờ thì chương trình sẽ có những món quà dành cho các bạn với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai em hạnh phúc nha. Đó. Chị nghe coi. Không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không, sao dạy mầm non dạy mà gắt. Dạy mầm non đâu có gắt gỏng được. Không gắt đâu. Nè không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Đó. Ủa đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Dạ thì đây em cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Về anh chắc anh ta? Nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? Ê, suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Rồi nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Trước hết là em chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan,
với bạn nữ bên kia. Em tên Đoàn Ngọc Trình. Đoàn Ngọc Trình. Dạ, em năm nay 30. Dạ, em là làm artist 3D, tức là đồ họa 3D. À, đồ họa 3D. Dạ. Quê Trình ở đâu? Dạ, em thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Đó, lý lịch trích ngang của nhà trai đó, nhà gái. Rồi, nhà gái đã nghe rồi, bây giờ hãy nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào bên nhà trai ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Thị Thanh Hiền. Năm nay em 25 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non. Và em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Điểm mạnh, điểm yếu của nhà trai là gì? À, điểm mạnh của em là em cũng biết nhiều về kỹ thuật, về máy tính, về vẽ, cũng biết chơi thể thao ạ. Còn điểm yếu thì em cũng căng thẳng quá thì mang hút thuốc. Căng thẳng quá hả? Dạ. Dạ, là nếu mà bạn trai mà có hút thuốc á thì có thể là hút ít hơn thôi, chứ tại vì em cũng không có nghe được cái mùi thuốc. Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. À, dạ, điểm mạnh của em á thì là em rất là vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng với mọi người xung quanh. Điểm yếu của em á thì là em cảm nhận riêng của mình á thì là do là em dễ bị cảm xúc, dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Và khi gặp một cái vấn đề gì đó của bạn bè thôi thì em cũng sẽ dễ bị trải lòng theo. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Em có hai mối tình. Một mối tình đều kéo dài khoảng 2 năm. Dạ, nhưng mà do là không tìm được tiếng nói chung với quan điểm chung á thì tụi em cũng kết thúc trong êm đẹp và trở thành bạn của nhau thôi. Dạ. Hai mối tình nói càng ngày càng nhỏ vậy. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Muốn mẫu hình lý tưởng thế nào nè, cô giáo? Dạ, mẫu hình lý tưởng của con là bạn trai ưa nhìn một xíu, cao hơn con một xíu. Có cái công việc nó ổn định. Rồi. Và cũng biết quan tâm chia sẻ với con. Dạ. Để chị qua chị kiểm tra coi nhà trai cao to không nha. Dạ. Cao đó em, cao. Ngon. Cao chứ. Ngon. Rồi bây giờ mình tình trường của mình sao, mình kể sơ sơ cho chị nghe coi. Dạ, em thì chỉ có một mối tình ạ. Dạ, bạn là cùng cấp 3 rồi lên đây rồi bạn về lấy chồng rồi. Cái mối tình nó mấy năm? 5 năm thôi. 5 năm hả? Vậy thì bây giờ tiêu chí mình chọn bạn gái là gì? Tiêu chí của em là hiền lành, dễ thương với chịu khó. Ngoại hình thì 1m55 trở lên là được. Ngon, hơn luôn. Dạ. Hơn. Dạ, ưa nhìn là được. Dạ, vậy vậy. Gì nữa? Nhìn một cái là ưa liền. Đã. Chị hứa luôn á. Rồi có cái gì, điểm gì mà mình không thích ở con gái không? Để chị nghe coi. Không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không, sao dạy mầm non dạy mầm non đâu có gắt gỏng được. Không gắt đâu. Nè, không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Đó. Ủa, đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rửa 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi người thân nha. Bây giờ mình sẽ hỏi nhà gái trước. Đúng không em, chị đoán vậy đúng không? Dạ đúng. Người nhà của em đúng không? Dạ là người nhà. Rồi. Dạ chào các cô ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nhã Trân, là đồng nghiệp với em Hiền. Thì em thấy là bạn trai bên đây là rất là dễ thương, Hiền. Thì thấy là Hiền cũng nên cho mình một cơ hội để làm quen với bạn bên này. Thôi bây giờ mình chuyển qua bạn trai đi, nhà trai đi với ai? Tôi ngứa ở cái ông Mai gì dữ lắm rồi đó. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ đi với anh họ. Dạ em chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Và các khán giả ở đây và nhà gái ạ. Em là Huy, là anh họ của Trình và sống từ nhỏ với Trình. Thì nhà bố mẹ đang rất là ngóng nàng dâu. Dạ thì đây em chị cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á thì cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Để hai người tìm hiểu nhau thêm. Trình là dân kỹ thuật đó, hay làm việc một mình đó, nên hay hút thuốc. Thì hy vọng có bạn Hiền thì đó, hai người sẽ đi chơi nhiều hơn và hạn chế và bỏ luôn cũng được. Dạ. Ông anh nói vậy, ông anh dễ thương ghê. Dạ. Phải học tính ông anh nói được. Đi cô gái phải học được. Mai mốt á, là cô giáo mua trà sữa cho nó hút.
cho nó quên hút thuốc nha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp mặt nha. Mở rào. Tới công chuyện luôn. Tặng bạn trước. Tặng bạn trước. Em cũng có muốn tặng mình nói gì đi chứ không ra đưa. Cái món quà của em tặng cho anh á thì là một cái móc khóa ly trà sữa. Thì nãy như chú Quyền Linh có nói là em rất là thích trà sữa. Và em cũng là hy vọng là cũng những cái lúc mà anh áp lực về công việc á thì cũng sẽ là thay đổi cái sở thích, cũng giống như em là sẽ thích trà sữa hơn là hút thuốc. Dạ. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Em xin phép được quả quà của anh. Dễ thương quá, em cầm ra luôn. Món quà nhà kỷ niệm hai người gặp nhau nhưng có mất cái duyên nữa. Hình như nhà trai tôi hơi hồi hộp rung, nó nhỏ quá. Bây giờ nhà trai đứng lên dân thể thao mà. Đứng lên, phải không? Giờ hít đất cho nó nóng máy lên đây. Nào, cho người ta chứng minh rằng là nhà trai mình khỏe mạnh đó. Một, coi chừng cái mặt nha. Thấy không nổi nữa thôi nha. Được không? Ổn không? Thôi thẻ rồi, được rồi. Đó. Ổn chưa? Dạ rồi. Đó. Vậy là thoải mái lên nha. Dạ vâng. Rồi, bắt đầu câu chuyện đi Trinh. Hiện tại bạn đang ở quận mấy? Dạ, em hiện tại đang ở thành phố Thủ Đức. Thì nếu mà có gì gặp nhau thì mình sắp xếp được, cũng gần. Dạ, hiện tại là anh, hồi nãy anh nói anh ở đâu? Em run quá nên là em cũng quên mất. Mình cũng run quá, mình quên luôn. Thôi vậy nghỉ luôn đi. Bây giờ hai mới bạn gặp nhau quên sao vậy? Hai bạn có cần anh trai với lại các cô lên đây nói giùm không? Chứ hai bạn quên hết rồi. Cảm nhận về anh như thế nào với em? Cảm nhận đầu tiên của em á thì là bề ngoài của anh thì rất là gọn gàng và tươm tất, và cũng có hơi cái vẻ hơi nhút nhát và hiền một xíu. Em không biết là cái công việc của anh á thì mình làm việc là có giờ rõ ràng không hay là như thế nào ạ? Giờ của anh thì nó cũng rõ ràng là giờ hành chính thôi. Thế nhưng mà có những cái file ở ngoài thì mình làm thêm gì đó thì mình thường là mình thức đêm mà. Nhưng mà đa số là cũng có thể sắp xếp được thời gian. Bây giờ á là em gái hỏi nè, bên nhà trai á là làm 3D đó. Dạ. Tiếp xúc 3D, cái chữ 3D nó hay ảnh hưởng lắm á. Coi chị. Không đâu anh Quỳnh Linh. Có không? Bà em cũng men lắm á. Hả? Bà em cũng men lắm à. Chứ không. Ủa ngày nó ôm cái máy không 3D suốt vậy đó. Với lại là cái kế hoạch tương lai của anh á, khi mà anh muốn tìm một cái đối tượng á thì cái kế hoạch tương lai của anh sẽ là như thế nào với bạn nữ? Anh là mình tìm hiểu trong vòng 6 tháng đến năm thôi. Là tầm đó là mình có thể cưới rồi. Và khi mà ví dụ mà mình có tiến xa hơn á thì không biết là anh vẫn ở đây làm việc hay là mình phải về dưới ở? Cái đó thì chắc là đến lúc nào mà em bấm nút đi rồi anh sẽ nói cho. Công việc nhà trai rất đơn giản, em chỉ bấm nút đi, em chỉ dọn đủ chỗ để máy vi tính thôi. Dạ. Với chỗ ngủ nè. Chứ... Dạ. Là bạn ấy lo hết. Bởi vì nghề này đơn giản, chỉ có máy vi tính thôi, bạn ấy sẽ làm được tất cả mọi thứ. Dạ. Thế giới trong tay của bạn ấy, 3D trong tay bạn ấy luôn. Yên tâm nha. Hiện tại thì em cũng có để dành được một ít và có sự hỗ trợ của gia đình. Thì nếu bạn đi cùng với mình nữa thì là bọn mình xây dựng một gia đình. Có một điều này là không biết là anh có biết nấu ăn hay không. À được, nhưng mà em có dám ăn không mới là quan trọng. Dạ cố gắng ăn là sẽ được. Anh thì rất thoải mái luôn đó. Anh thì rất thoải mái. Em có dám ăn không? Anh cũng nấu tương đối được nhưng mà không có nhiều món thôi. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Về anh chắc anh tế. Nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? Ê, tôi suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Rồi bây giờ hai bạn có muốn gần nhau thêm một chút để mà cảm nhận về cái cảm giác của nhau không? Dạ muốn. Tới công chuyện luôn, tới luôn. Muốn thì đứng dậy. Hai bạn đứng dậy. Chúng ta tiến lại gần nhau. Rồi,
các bạn cảm nhận về đôi bàn tay đó nó như thế nào? Cảm giác đầu tiên là mình thích cái tính của bạn là hiền lành, dễ thương, mới là mẫu cái mẫu người gái, bạn gái của mình rồi. Bạn cũng có ngoại hình rất là xinh xắn nữa. Tim mình nó loạn quá nên là mình cũng không nói được cái cảm xúc mình, mà mình thấy vui, hạnh phúc. Cái tay của anh thì rất là ấm. Và em cũng thích cái người con trai là ấm áp một xíu, nhẹ nhàng tình cảm với em một xíu. Và cũng phải biết chia sẻ với công việc của em, do là cái công việc của em đôi lúc nó cũng sẽ rất là áp lực. Hát liền, hát bài liền. Mạnh mẽ lên em. Để anh hát một bài cũng được ha. Có vẻ hơi dở nhưng mà em là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió làm trái tim anh. Anh quên. Hay à, bài ta tôi hát hay á. Em cũng hơi run nên là chắc em hát tặng anh một bài về mầm non. Ba ngọn nến lung linh. Hát bài khác coi. Dạ. Ba ngọn nến lung linh. Dạ. Ba ngọn nến lung linh đó cũng ý nghĩa. Ừ, được. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. La 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 la, thắp sáng một gia đình. Hay quá. Rồi. Rồi, chúng ta về ghế. Mình hãy làm theo nhịp tim của mình, làm theo suy nghĩ của mình, bởi vì đó là hành động của mình và hãy có trách nhiệm với hành động đó và quyết định bằng chính mình các bạn nhé. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đó. Chính thức mấy cô khỏi phải lo nữa. Có người này lo. Nào hãy nắm tay nhau. Hand in hand. Đó, trời, cặp đôi này rất là xứng với nhau luôn. Bây giờ cô giáo ở đây nhưng mà gia đình cô giáo đang ở nhà theo dõi chương trình. Bây giờ mình nói là thưa hai bác, thưa gia đình của bạn gái mình. Cháu chào bác gái và bác trai. Hiện tại thì bọn cháu ở thành đôi thì có cháu để chăm sóc bạn. Bạn tên gì? Tên gì á, không phải ác á. Hiền ạ. Nói lời. Dạ, cháu chăm sóc bạn Hiền đến suốt cuộc đời. Có nhớ anh tên gì không? Dạ đúng quá, cũng à? Quên mất rồi. Trần. Trạng Trình đó. Dạ. Bắt đầu từ bây giờ không được quên nữa nha. Ai dễ thương ha. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ. Em cố lên nào. Cố lên thằng trai nha. Rất dễ thương. Ok, nào. Dạ, em cảm ơn chị. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì Ngọc Lan và Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Thiếu quyết liệt, hiền quá. Rồi giờ quyết liệt chưa? Quyết liệt à? Quyết liệt nha. Quyết liệt nên mới lên đây đúng không? Yêu phải quyết liệt chứ đừng có một nửa vời. Tháo mối tình nhưng chưa có mối nào lâu dài hết. Em cũng hơi đoản, làm hơi nhanh nên em có khả năng nhưng mà nó không có được perfect như là những người con gái khác. Nên em nghĩ là anh có thể làm chung với em. Em làm chung với anh rất là vui. Anh nói chung nhìn em thì cái đôi mắt em rất là long lanh, anh chắc anh sẽ làm thơ đi ha. Ồ, cảm ơn. Dạ. Đôi mắt em long lanh làm lòng anh xao xuyến, miệng em cười làm hồn anh lung linh. Nhớ về em mới gọi bé yêu ơi, mặc dù anh không nhớ tên. Mời nhà trai. Thôi ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Chào bạn. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào ban tổ chức, anh Nguyễn Linh và quý khán giả. Mình tên là Nguyễn Nhân Hoàng,
Năm nay 34 tuổi, hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Hoàng làm gì Hoàng? Em làm về trang trí bong bóng nghệ thuật á. À, trang trí bong bóng nghệ thuật, à cái dạ. Này hay nha, xu hướng mới đó. Dạ vâng. Cái này cũng nít lớn thích mà người lớn cũng thích nữa đó. Chào Hoàng nha, bây giờ chúng ta sẽ nghe về sự giới thiệu của bạn gái nè. Chào các vị các khán giả và chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Con tên là Trần Thị Bảo Trâm, năm nay con 26 tuổi, đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc nhân viên văn phòng, cho thuê văn phòng á chị. Mình cho bên nhà gái biết chút về ưu điểm khuyết điểm của mình đi Hoàng. Dạ vâng. Thì ưu điểm đó là gì? Hiện tại hơi rung đi chứ. Hơi rung thôi, thoải mái lên nào. Dạ. Thoải mái lên. Ưu điểm đó thí dụ như ưu điểm là. Dạ được vâng. Chào quý khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Thì mình xin giới thiệu thì mình ưu điểm thì. Ưu điểm là mình có hơi mạnh nè, mình thổi bong bóng nhiều cái mình trang trí bong bóng cho các bé. Đúng rồi. Đúng không? Ưu điểm là cao ráo nè. Đó. Đúng rồi, cao ráo đẹp trai đó là ưu điểm của mình rồi. Có cái răng khểnh nữa. Đúng rồi. Rồi mình có cái điểm mạnh gì nữa mình nói cho nhà gái nghe. Mình có thể làm nội trợ nè. Đó. Lau chùi quét dọn thì mình làm được hết. Trời giỏi vậy. Lau chùi quét dọn mà có sạch không hay là lau chùi sơ sơ? Kỹ kỹ. Kỹ không? Đó. Trời ngon lành. Mình không có hút thuốc lá, cũng không uống cà phê luôn. Giỏi luôn. Trời ơi. Tính tình mình thì kiên trì và ham học hỏi, thích đọc sách. Quá dễ thương rồi. Có cái tật xấu gì không Hoàng? Dạ có tật xấu thì thức ngủ và hay mơ mộng. Thì ngủ nhiều nên mơ nhiều á. Đúng rồi. Còn mơ mộng vậy gì mà xấu? Mơ mộng những viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai á. Ừ vậy đâu có xấu đâu. Cái đâu phải đó là tật xấu đâu. Nó hay làm cho bản thân mình mất thời gian á. Ủa ngủ lấy gì mất thời gian? Có thể là do bạn mơ mộng nhiều quá nhưng mà bạn chưa có đạt được thì bạn cảm thấy là nó bị mất thời gian và bạn cho đó là một cái điều không tốt đúng không? Dạ đúng rồi. Không. Thật ra cái này không, là sao phải mơ mộng, không sao hết. Đúng rồi, chúng ta ai cũng có quyền được ước mơ. Cái đó là tốt đó. Ước mơ và khát vọng trong mỗi con người của chúng ta. Nói chung là Hoàng là anh thấy là ok đó. Hiền lành chân thực. Hiền lành. Nói chung là đi qua đây tiếp xúc chút xíu rồi thấy cái phần hình là thấy dễ thương được. Phần hình, phần bóng, phần trong sâu thẳm. Ở đây không có ai bóng anh được. Tự nhiên không có bóng đây ai bóng bảy bóng bảy có bóng thể là bóng bảy mắc cười quá bà mối này tự nhiên qua chị nghía giùm em rồi sẽ... dễ thương nhà gái dễ thương à. Dạ chào chú Quyền Linh à. Bây giờ con nói một chút ưu điểm khuyết điểm cho nhà trai nghe cái coi nào. Ưu điểm của con là rất là lạc quan, con sống rất là tích cực, khi nào mà có tiêu cực thì con cũng dẹp nó trong vòng chắc nửa ngày là con hết. Dễ thương, cái này được. Kênh Facebook của nhiều người tôi thích cái điều này nhất. Có nhiều người cái gì cũng than trời bữa nay thiếu tiền, trời bữa nay đau bụng quá, trời bữa nay tôi khổ quá, trời cái gì cũng than, thấy toàn lục màu tiêu cực cả. Trên Facebook cũng thế, chúng ta phải đưa ra những vấn đề tích cực như con là rất là ok luôn. Dạ con cảm ơn chú. Còn cái gì nữa? Con rất là dễ hòa đồng với mọi người, con dễ nói chuyện với mọi người lắm. Tại do tính đặc thù của công việc của con là giúp đỡ người khác, cái này giống như là cái bản năng của con luôn rồi. Quá tốt. Dễ thương mà. Còn điểm gì chưa mạnh? Điểm chưa mạnh của con là hay quên. Cho là con tiêu cực cũng khá nhiều trong một ngày nên cái sự quên của con nó cũng nhanh lắm. Lâu lâu nó cũng áp vô công việc nữa. Nhưng mà rất là may mắn là sếp của con thì chị ấy cũng rất là bao dung. Vậy được rồi đó. Bên này rất là hiền lành luôn. Nhà gái thì dễ thương, sống tích cực. Như thế là rất là tốt rồi. Đường tình duyên của nhà trai sao mình thông báo cho nhà gái biết đi Hoàng. Em cũng trải qua cũng 6 mối tình rồi. 8 mối hả? 6 mối tình. 6 mối hả? Dạ vâng ạ. Cũng khá vậy ta. Khá đó. Mối ngắn nhất là nhiêu đi? Ngắn nhất thì cũng gặp nhau cũng là do là đi học á. Cũng được vài tháng. Vài tháng rồi mối mà dài nhất là bao lâu? Cũng gần 1 năm. 8 mối mà cũng chưa có mối nào dài quá hả? Dạ. 6 mối, tại 6 mối? 6, 8 mối hoài. Lộn, 8 là tưởng ở bên đây. Trời đất ơi trời. 8 là tưởng ở bên đây. Trời đất ơi trời. Sao cái 6 cái mối tình đó mình thấy mình thiếu cái gì để mình chia tay 8 mối tình đó? Có thể là yếu điểm là có thể là thiếu sự quyết liệt. Thiếu quyết liệt, hiền quá. Rồi giờ quyết liệt chưa? Quyết liệt à. Quyết liệt nha. Quyết liệt nên mới lên phải, đây đúng không? Yêu dạ. Phải quyết liệt chứ đừng có một nửa vời. 6 mối tình nhưng chưa có mối nào lâu dài hết. Mình thấy cái đường tình duyên của mình với bên kia bên nào nó trắc trở hơn? Em thấy ngưỡng mộ bên kia lắm chị ạ. Em hơi xui trong việc tình cảm đó là em chưa trải qua một mối tình nào hết. Trời đất ơi.
Vậy là hên đó. Dạ, yêu nhiều mệt lắm con ơi. Con chưa có thích người ta hay là người ta theo đuổi con không cho người ta cơ hội? Thật ra thì con có crush hai anh. Hai anh đó vô tình không thích con. Còn những người mà crush con thì con lại không đang thích. Tập trung với hai người đó. Nên con không nhìn thấy. Tới lúc mà con không còn crush hai anh đó nữa thì xung quanh con không còn ai hết trơn. Đúng là cái này xui nè. Nên đó là rất là xui. Tức là cơ hội đến mà mình không đón nhận nó. Hơi đen. Mình cho nó ra đi đúng không? Vậy thì cái tiêu chí hai anh kia sao mà con kết hai ảnh vậy? Mấy ảnh nhìn vô làm con cảm thấy là mấy ảnh chân thật lắm. Với lại vững chắc á, nói chuyện rất là dễ nghe rồi tự nhiên một câu chuyện nói cả ngày cũng nói hoài. Nên con nghĩ là hồi đó lúc đó là người đó cũng thích mình. Nhưng mà thật ra thì không phải. Đó là tại con nghĩ thôi. Nghĩ sao con không nói với người ta biết là con thích người ta? Lúc đó không có đủ dũng cảm để nói. Mai mốt mình thích ai mình nói. Mình phải nhá hàng đúng cho rồi, biết. Mình thích là mình phải bật nói mình xanh liền luôn. Nhiều khi người ta cũng thích mình á mà người ta thấy mình không nói người ta ngại luôn. Đúng rồi. Nói chơi vui. Nói em khoái anh quá. Yêu anh luôn á. Giả bộ nó chơi chơi nhưng nửa chơi nửa thiệt. Biết đâu người ta đó mình nhá hàng gọi là mở bật đèn xanh nữa. Vậy là con phải gặp chú Quyền Linh sớm hơn chứ đúng giờ rồi. Là hơi trễ rồi. Thôi trễ không, giờ. Bây giờ không trễ. Không trễ. Bây giờ mới là đúng có thời điểm nè. Có bên đây rồi. Đúng rồi. Dạ. Bên đây được đó. Cái mẫu hình lý tưởng của Hoàng như thế nào? Giờ thì cái giọng nữ bạn nghe thì rất là êm dịu. Tính tình thì thấy có thể là em mường tượng thì giống như là một phụ nữ là cái bạn nữ đó tóc dài nè. Tưởng tượng rất nhiều cái ưu điểm tập hợp về cái bạn nữ này. Ông này cũng tưởng tượng mà. Ông mơ mộng nữa mà. Thành ra mơ mộng chắc như một cái thiên thần nào đó mà được thiệt. Bên này đẹp, dễ thương nữa. Là anh muốn hỏi là Hoàng có một cái tiêu chí như thế nào khi mà tìm một người vợ tương lai? Bạn nữ đừng quá mập, đừng có quá ốm mà được. Bên kia vừa luôn, đều đặn luôn. Ba dòng đều nhau luôn. Ba dòng đều nhau luôn. Không không, không không bây giờ ba nhau dòng quên. Cân đối với cân nhau. Đối nhau quên mình nói chữ đều rồi mình thích bạn gái gì nữa cái giọng nói như vậy là quá ok rồi. Giờ em có điều gì em không thích ở phụ nữ nè? Khi mà tức giận thì đừng có nóng tính quá, khi phát sinh ra mâu thuẫn thì cứ từ từ giải quyết. Em thấy bạn nữ thường hay là có gì bức xúc thì cứ up lên mạng xã hội thì nó đâu có hay cho lắm. Cho bạn này là không có luôn, bạn này là tích cực rất không à? Tích cực. Tôi đại diện nhà trai tôi thấy ok nhà gái lắm okay, rồi không còn gì để nói nữa chứ. Bây giờ cô gái bên kia à, cô mong muốn cái người chồng tương lai của mình thế nào? Thật ra thì em cũng chưa yêu ai bao giờ nên người chồng tương lai của em cũng chưa dám nghĩ tới. Nếu mà một người đó là ôn nhu, anh ấy có thể rõ ràng nói với em mọi chuyện giống như là khó khăn gì đó, vui buồn thì có thể trao đổi với em, chứ không phải là để em nhận thấy rồi em hỏi. Thì lúc đó câu chuyện lỡ vui thì không sao, chứ chuyện buồn thì chắc có sao. Chứ là phải chia sẻ. Dạ đúng rồi, em rất là thích người khác chia sẻ cho em, tại vì em cũng thích nghe những câu chuyện của mọi người á. Anh bên kia có giới thiệu là anh có biết làm việc nhà. Em rất là thích cái ưu điểm này của anh. Do là em cũng hơi đoản, làm hơi nhanh nên em có khả năng. Nhưng mà nó không có được perfect như là những người con gái khác. Nên em nghĩ là anh có thể làm chung với em. Em làm chung với anh rất là vui. Rồi bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân xem cặp đôi thì thế nào. Em đi với ai? Em đi với chị của em. Dạ chị họ ạ. Dạ em chào chị. Em xin chào MC Ngọc Lan và MC Quyền Linh, các cô chú, anh chị và các bạn ở trong phim trường ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Anh Thư và em là chị họ của bạn Trần Thụy Bảo Trâm. Chị thì chị thấy là bạn Hoàng á, là một chàng trai giản dị nè. Bên ngoài thì có một cái sự dễ nhìn, bạn cũng có cái sự chân thành. Hoàng ơi, bạn Trâm nhà chị á, thì là một cô gái rất là trong sáng, hiền lành, hiền hòa. Chị không chỉ là một người chị mà còn là một người đồng nghiệp với Trâm nữa. Thì chị thấy đúng như là những gì Trâm cũng đã chia sẻ, bạn có một sự lạc quan và thậm chí là rất là hề hước nữa. Cho nên nếu như mà ai đó ở bên cạnh Trâm thì sẽ hầu như là không có khi nào cảm thấy buồn. Chị cũng mong là ngày hôm nay hai đứa sẽ cho nhau một cơ hội giống như hai bạn đã nói. Một bạn thì cần phải có sự dũng cảm, còn một bạn thì cần phải có sự quyết liệt. Cảm ơn nhà gái. Hoàng đi với ai Hoàng? Dạ em đi với mẹ em ạ. Rồi chào nhà trai, chào mẹ của Hoàng. Xin chào, thì thấy cũng được. Dạ rồi. Không biết nói gì nãy giờ vô run quá. Run quá hả? Nhưng mà thấy nè, cái cô gái bên này có hợp với mình hay không? Ăn thua là cha chịu là cái gì cũng được hết á. Gì cũng được hả? Được. Giờ muốn có dâu chưa? Cũng muốn lắm. Đã. Cô là có mấy người con trai? Có đứa mình à. Mình anh? Dạ, đang trong cái cháu nội thôi à, chứ gì á. Con mình luôn hả? Nhưng về nếu về là phải làm dâu đúng không cô? Ba đứa con gái, đứa con trai, mình nó con trai. Vậy là phải làm dâu rồi. Dạ là giờ tùy theo à. Giờ mà mấy đứa không ở chung cũng được, mà ở riêng cũng được. Ở riêng cũng được luôn hả? Sao cũng được á. Trời quá tuyệt vời. Trời ngon lành. Vậy là chịu ha. Okay. Nếu được làm liền á. Thì còn kêu là giờ chỉ trông cháu nội để chăm thôi. Trời ơi. Rồi, cảm ơn nhà trai. Mở rào đi cho đúng hai rồi. Bên cùng gặp mặt đi. Mở rào.
Chào chào bạn nữ. Anh có món quà muốn tặng cho em. Em tên là Trâm đúng không? Dạ đúng rồi anh Hoàng. Anh có cành hoa nhưng mà em có thể mở ra. Thì đây là chiếc nhẫn anh tặng em làm kỷ niệm. Trời, bất ngờ quá. Đây là lần đầu tiên em có người khác giới tặng quà. Đeo luôn. Con bé, chị cầm giúp cho. Bạn lấy ra. Đúng rồi, sáu mối tình mà sao thấy không biết làm nó có kinh nghiệm gì hết trơn. Vô mà. Trời ơi. Cảm ơn anh. Đưa lên coi đẹp không? Đưa lên coi trước coi đẹp không? Dạ, đây ạ. Trời, chiếu dữ vậy ta. Dạ, em cũng có một món quà cho anh. Em mong là mỗi lần mà anh sử dụng món quà này của em thì coi như là em mời anh một ly cà phê ạ. Anh cũng sẽ làm một cái bong bóng tặng cho em. Để cho biết cái nghề nghiệp của anh. Anh cầm. Cảm ơn anh. Rồi, đứng sát bên mà. Dạ. Làm thì làm có ống bơm luôn, có gì bể xe có ống bơm luôn nha. Thì anh sẽ làm con gấu tặng cho em. Đợi tí anh bẻ hình luôn. Thôi bẻ hình luôn. Trời giỏi ghê luôn á. Bẻ trăm trên đó luôn nha. Đây là hai con mắt. Và cái chân mày đây là lông mi. Đây là cái mắt áo sơ mi của nó. Anh tặng em. Giỏi. Dạ. Đây là con gấu anh tặng cho em. Hy vọng rằng thì anh sẽ thuyết phục được em bấm nút. Và anh sẽ trở thành hiện thực là anh sẽ là con gấu của em. Mời anh nè. Tâm tặng gì cho Hoàng đây? Em có chọn cà phê em thích nhất. Em mong là Hoàng. Không biết là anh có uống được cà phê không. Nhưng mà nếu mà không uống được anh cũng uống thử một ly. Coi như là em muốn là mời anh ly cà phê để có gì mình nói chuyện. Uống cảm ơn cà em. Phê của em là để đê mê đó. Lúc đầu anh giới thiệu đây anh không uống cà phê. Nhưng mà em tặng cà phê thì anh có thể là anh bỏ được cái tính cách không uống cà phê của anh. Anh sẽ tập luyện cà phê sữa anh uống được. Dạ. Em tức là mỗi một cái tiệc đồ á là em tới em trang trí về bong bóng cho cái bữa tiệc đó đúng không? Dạ đúng rồi, em trang trí cho tiệc cưới với sinh nhật event. Em có kinh nghiệm cũng hơn 13 năm rồi. Wow. Đây là một cái nghề đòi hỏi cái tính sáng tạo rất chính là nhiều luôn. Nha mọi người. Cái tư duy rất là tốt luôn á. Một ngày nào kiếm 5 cái sinh nhật thôi. Anh trang trí cho người ta thì lúc người ta quen nhau nè, rồi lúc người ta kỷ niệm quen nhau nè, lúc người ta kết hôn nè, lúc người ta sinh con nè, rồi đầy tháng thôi nôi thì anh làm hết giống như tất cả sự kiện của họ vậy đó. Rồi lúc người ta hấp hôn nè. Nhưng mà rồi lúc người ta kỷ niệm vàng bạc nè. Kiểu như giai đoạn nào đặc biệt của một con người anh đều có xuất hiện được. Đúng rồi, là cái nghề của anh rồi đó. Ồ dạ. Thì anh mong rằng thì cái sự kiện của mình thì nó sẽ tới. Anh có cảm nhận như là nó đã tới rồi đó. Vậy đó anh. Cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đi. Bạn nữ thì trông giống như trong tưởng tượng của anh vậy đó. Có mái tóc dài nè, ngoại hình thì dễ nhìn. Với cái giọng nói em rất là êm dịu. Cái hai nữa là tính em hay cười, nó làm cho anh bớt rung lại. Hồi nãy anh rất là rung, anh không biết nói chuyện gì cả. Mặc dù anh có chuẩn bị rất nhiều cái câu chuyện nhưng mà bây giờ đỡ hơn rồi. Em có má lúng đồng tiền à? Em có hai cái lận. Cái nét đó rất là cuốn hút á. Dạ, cảm ơn anh. Không biết là công việc của anh thì thời gian nó như thế nào nhỉ? Anh làm chủ kinh doanh tự do thôi à, nên thời gian anh cũng linh động được. Công việc của em cũng hơi... em chỉ làm hành chính thôi, chứ không có làm overtime. Tuy nhiên là trong lúc mà làm việc á, em hay tập trung lắm, hạn chế cầm điện thoại luôn á. Thì không biết là khi mà anh có cảm thấy là khi anh nhắn tin cho em á, mà đợi em rệp hoài mà không thấy em rệp á, cảm thấy khó chịu không anh? Là anh gọi mà em không bắt máy được á, tại điện thoại em không có để trong người. Thì anh hiểu rồi, thì về công việc của em thì em thích tập trung vào công việc. Dạ đúng rồi. Không? Anh năm nay 34 tuổi rồi, thì anh đứng góc độ qua cái lời em nói thì mình hãy là bạn thân của nhau trước. Ồ. Mới hiểu được nhau được, mình mới vun đắp được. Tại vì em cũng sợ, tại vì em cảm thấy là mọi người ở đây người ta tỏ lòng quan tâm là qua tin nhắn á. Anh hiểu. Lỡ như mà người ta không đẹp, không có trả lời tin nhắn kịp á thì lại thắc mắc, ồ người kia có còn quan tâm mình hay không. Em tập trung vào công việc thì anh thấy cái này là ưu điểm mà. Sao cả? Cho anh hỏi luôn thì em dự định là sẵn sàng đi đến hôn nhân á, thì trong bao lâu có thể là phù hợp với em được? Em nghĩ là khi mà em nghĩ em chọn đúng người rồi á, nếu mà anh ngỏ lời, ví dụ như anh chính là Mr. Right của em đi và anh ngỏ lời thì có thể là em sẽ đồng ý á. Nói chung là thời gian cũng cần có thời gian vun đắp, nhưng mà đó là tùy thuộc vào anh và em. Thì như là anh chia sẻ đấy á, thì việc đầu tiên của anh thì sẽ thuyết phục em bấm nút trước. Thì chúng ta sẽ đến cái giai đoạn là nuôi dưỡng tình yêu. Bằng cách thì qua lời chia sẻ của em á, em muốn một người hiểu em đúng không? Thì mình hãy là bạn thân của nhau. Dạ. Yeah. Mình hãy là bạn thân cho nhau, mình sẽ nuôi dưỡng tình yêu, nó sẽ hành lâu bền thôi.
Chương trình này là chương trình để chúng ta tìm một nửa của nhau mà chúng ta không có cơ hội gặp nhau trước đó. Thì lên đây tìm, bấm nút để mà bắt đầu một mối quan hệ là bạn trai và bạn gái, chứ không phải lên đây bấm nút để bạn tìm một người bạn thân. Bạn phải xác định rõ cái việc này để chúng ta không bị mất thời gian. Nãy giờ tôi nghe câu này hai lần rồi nên thật sự tôi không hiểu ý của bạn. Tất nhiên là bấm nút rồi làm một người bạn thân là sao, tôi chưa hiểu. Bây giờ ông Mai ra giải thích cho tôi nghe coi. Cũng hẹn hò để đi đến một cái xa hơn, nhưng mà chúng ta giống như người bạn thân vậy để hiểu nhau thôi. Giống như là hai vợ chồng, vừa là bạn nè, vừa là tri kỷ nè, vừa là anh em nè, vừa là người yêu nè, vừa là vợ chồng nè. Trong đó thì trong tình yêu này nó có một chút bạn thân trong đó để dễ nói chuyện với nhau nữa, vậy phải không? Dạ đúng rồi. Ý em là vậy hả? Dạ, hay là sao? Em như ban đầu em sẽ thuyết phục hết bằng cách mọi cách cho bạn bấm nút, đó là ưu tiên hàng đầu của em. Rồi sau đó? Rồi sau đó là mình sẽ từng bước nuôi dưỡng tình yêu, là một trong những cái các cách đó là làm bạn thân của nhau đó. Dạ. Nếu mà vậy thì cụ thể chị xin lỗi, chị hơi gắt chỗ này không là bởi vì chị phải bảo vệ ngưỡng gái của chị. Em gặp bạn bè của em giới thiệu đây là gì? Đây là bạn gái của mình. Ừ rồi ok rồi xong. Tôi tại vì tôi nghe nói hai lần cái tôi bị sốc. Trong tình yêu có tình bạn ở trong đó thì đồng ý, nhưng mà đừng nói yêu là bấm nút xong mà đã làm bạn thân của nhau trước. Tôi bị sợ. Sợ gì sợ, chưa chi đã ào ào vô rồi. Tôi hơi hấp tấp hả mọi người? Ủa em, nhưng mà tôi sợ đúng rồi mọi người đúng không? Tự nhiên không có nói vậy biểu sao mà người ta không hiểu lầm. Nãy em nghe câu đó em bị sợ không? Dạ cũng hơi sợ. Người ta đã cố gắng thuyết phục bằng mọi cách để bấm nút, tức là người ta đã có thích trong đó rồi. Bây giờ Hoàng tới nắm tay bạn gái chút xíu nha. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt. Anh đó. Xin phép nha. Hoàng có thể hát một đoạn nào đó, giao lưu cảm xúc, hay là nói những cái lời nào đó từ trái tim của mình. Anh nói chung nhìn em thì cái đôi mắt em rất là long lanh, anh chắc anh sẽ làm thơ đi ha. Ồ, cảm ơn. Dạ. Đôi mắt em long lanh làm lòng anh xao xuyến, miệng em cười làm hồn anh lung linh. Nhớ về em mới gọi bé yêu ơi, mặc dù anh không nhớ tên. Hình như em tên Trâm đúng không? Dạ đúng rồi, anh nhớ mà. Anh tên Hoàng. Dạ em biết. Thơ vậy thôi đó hả? Dạ. Thơ nó cũng lạ thiệt. Đọc thơ xong rồi hả mọi người? Cũng dễ nhưng nhớ. Nhưng mà dễ thương mà. À bây giờ Trâm hát một bài hát nào. Vẫn nắm tay đi, đừng có buông tay ra. Trâm hát một đoạn nào đó tặng cho Hoàng đi. Em sẽ hát cho anh bài, em thích bài đó tên là Cầu Hôn của ca sĩ Văn Mai Hương trình bày. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu. Bài ca khi yêu em thích lắm la li la. Mình hẹn nhau trên đoạn đồi đón nắng gió. Anh có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên và nói anh có yêu em không? Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, ta từng có nhau. Dạ, em xin hết rồi. Bạn hát hay. Rụng tim, rụng tim. Thôi trở về ghế ngồi đi. Chúng ta đã giao lưu với nhau, nói chuyện với nhau, nghe ý kiến hai bên gia đình với nhau. Bây giờ thì mỗi người tự động lại tất cả cảm xúc, giữ lấy trong con tim của mình, đặt tay vào nút bấm, lặng đi một phút để xem con tim của mình nó có cùng chung nhịp đập với đối phương hay không. Một bên đã bấm, còn bên kia biết thế nào. 3, 2, 1. Chúc mừng. Ủa cái anh bên kia bấm nào luôn, không thấy luôn á. Quyết liệt mà. Đàn trai tôi quyết liệt lắm. Đàn trai tôi là chữ quyết luôn luôn đi chung với chữ liệt. Nào nắm tay đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Trời đẹp nè. Đưa cái nhẫn này ra Hoàng. Đưa nó. Nó chói chói đó. Nắm cái tay vậy nè Hoàng. Nắm tay vậy nè. Đó đưa ra đó. Cho nó chói cho người ta sợ chơi. Đó. Bây giờ chúng tôi sẽ có những phần quà dành cho hai bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina. Rồi chúc hai em hạnh phúc. Yeah. Đi xuống hai đứa bạn nói chuyện đi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hai cặp đôi ngày hôm nay, hai câu chuyện với màu sắc khác nhau. Mong rằng tất cả cặp đôi sẽ gặp luôn luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là hạnh phúc dài lâu. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình.
Chị nghe coi. Không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không, sao dạy mầm non dạy mầm non đâu có gắt gỏng được. Không gắt đâu. Nè không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Ủa đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Dạ thì đây em cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Về anh chắc anh nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? Ê, tôi suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Thôi nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Trước hết là em chào MC Quỳnh Linh, MC Ngọc Lan với bạn nữ bên kia. Em tên Đoàn Ngọc Trình. Đoàn Ngọc Trình. Dạ, em năm nay 30. Dạ, em là làm artist 3D, tức là đồ họa 3D. Đồ họa 3D. Dạ. Quê Trình ở đâu? Dạ em thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Đó lý lịch trích ngang của nhà trai đó nhà gái. Rồi nhà gái đã nghe rồi, bây giờ hãy nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ em xin chào quý vị khán giả. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào bên nhà trai ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Thị Thanh Hiền. Năm nay em 25 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non và em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Điểm mạnh điểm yếu của nhà trai là gì? Điểm mạnh của em là em cũng biết nhiều về kỹ thuật, về máy tính, với vẽ, cũng biết chơi thể thao. Còn điểm yếu thì em cũng căng thẳng quá thì mang hút thuốc. Căng thẳng quá hả? Dạ. Dạ là nếu mà bạn trai mà có hút thuốc thì có thể là hút ít hơn thôi chứ, tại vì em cũng không có nghe được cái mùi thuốc. Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Dạ điểm mạnh của em thì là em rất là vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng với mọi người xung quanh. Điểm yếu của em thì là em cảm nhận riêng của mình thì là do là em dễ bị cảm xúc, dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Và khi gặp một cái vấn đề gì đó của bạn bè thôi thì em cũng sẽ dễ bị trải lòng theo. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Em có hai mối tình. Một mối tình đều kéo dài khoảng 2 năm. Dạ, nhưng mà do là không tìm được tiếng nói chung với quan điểm chung thì tụi em cũng kết thúc trong êm đẹp và trở thành bạn của nhau thôi. Dạ. Hai mối tình nói càng ngày càng nhỏ vậy. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Muốn mẫu hình lý tưởng thế nào nè, cô giáo? Dạ, mẫu hình lý tưởng của con là bạn trai ưa nhìn một xíu, cao hơn con một xíu. Có cái công việc nó ổn định. Rồi. Và cũng biết quan tâm chia sẻ với con. Dạ. Để chị qua chị kiểm tra coi nhà trai cao to không nha. Dạ. Cao đó em, cao. Ngon. Cao chứ. Ngon. Rồi bây giờ mình tình trường của mình sao, mình kể sơ sơ cho chị nghe coi. Dạ, em thì chỉ có một mối tình ạ. Dạ, bạn là cùng cấp 3 rồi lên đây rồi bạn về lấy chồng rồi. Cái mối tình nó mấy năm? 5 năm thôi. 5 năm hả? Vậy thì bây giờ tiêu chí mình chọn bạn gái là gì? Tiêu chí của em là hiền lành, dễ thương với chịu khó. Ngoại hình thì 1m55 vậy là được. Ngon, hơn luôn. Dạ. Hơn. Dạ, ưa nhìn là được. Dạ, vậy vậy. Gì nữa? Nhìn một cái là ưa liền. Dạ. Chị hứa luôn á. Rồi có cái gì, điểm gì mà mình không thích ở con gái không? Để chị nghe coi. Không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không. Sao dạy mầm non dạy mầm non đâu có gắt gỏng được. Không có gắt đâu. Nè không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Dạ. Ủa đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi người thân nha. Vậy giờ mình sẽ hỏi nhà gái trước. Đúng không em? Chị đoán vậy đúng không? Dạ, đúng. Người nhà của em đúng không? Dạ, là người nhà. Rồi. Dạ, chào các cô ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nhã Trân, là đồng nghiệp với em Hiền. Thì em thấy là bạn trai bên đây là rất là dễ thương,
Hiền. Thì thấy là Hiền cũng nên cho mình một cơ hội để làm quen với bạn bên này. Thôi bây giờ mình chuyển qua bạn trai đi. Nhà trai đi với ai? Tôi ngứa ở cái ông Mai gì dữ lắm rồi đó. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ đi với anh họ. Dạ em chào MC Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Và các khán giả ở đây và nhà gái á. Em là Huy, là anh họ của Trình và sống từ nhỏ với Trình. Thì nhà bố mẹ đang rất là ngóng nàng dâu. Dạ thì đây em chị cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Để hai người tìm hiểu nhau thêm. Trình là dân kỹ thuật đó, hay làm việc một mình á, nên hay hút thuốc. Hy vọng có bạn Hiền thì hai người sẽ đi chơi nhiều hơn và hạn chế và bỏ luôn cũng được. Yeah. Ông anh nói vậy, ông anh dễ thương ghê. Yeah. Phải học tính ông anh nói được. Đi cô gái phải học vậy đó. Mai mốt á, là cô giáo mua trà sữa cho nó hút, cho nó quên hút thuốc. Nha. Yeah. Rồi, bây giờ cho hai bạn gặp mặt nha. Mở rào. Tới công chuyện luôn. Tặng bạn trước. Tặng bạn trước. Em cũng có muốn tặng mình nói gì đi chứ không ra đưa. Cái món quà của em tặng cho anh á, thì là một cái móc khóa ly trà sữa. Thì nãy như chú Quỳnh Vinh có nói á, là em rất là thích trà sữa. Và em cũng là hy vọng là cũng những cái lúc mà anh áp lực về công việc á, thì cũng sẽ là thay đổi cái sở thích, cũng giống như em là sẽ thích trà sữa hơn là hút thuốc. Dạ. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. À, em xin phép được quả là anh. Dễ thương quá, em cầm ra luôn. À, món quà nhà kỷ niệm hai người gặp nhau như có một cái duyên nữa. Hình như nhà trai tôi hơi hồi hộp rung, nó nhỏ quá. Bây giờ nhà trai đứng lên, dân thể thao mà, đứng lên, phải không? Giờ hít đất cho nó nóng máy lên này. Nào. Cho người ta chứng minh rằng là nhà trai mình khỏe mạnh đó. Một, dạ. Coi chừng cái mặt nha. Thấy không nổi nữa thôi nha. Được không? Ổn không? Thôi thẻ rồi, được rồi. Đó. Ổn chưa? Dạ rồi. Đó. Vậy là thoải mái lên nha. Dạ vâng. Rồi bắt đầu câu chuyện đi Trình. Hiện tại bạn đang ở quận mấy? Dạ em hiện tại đang ở thành phố Thủ Đức. Thì nếu mà có gì gặp nhau thì mình sắp xếp được, cũng gần. Dạ hiện tại là anh, hồi nãy anh nói anh ở đâu, em run quá nên là em cũng quên mất. Mình cũng run quá, mình quên luôn. Thôi vậy nghỉ luôn đi. Bây giờ mới hai bạn nào quên sao vậy? Hai bạn có cần anh trai với lại các cô lên đây nói giùm không? Chứ hai bạn quên hết rồi. Cảm nhận về anh như thế nào với em? À, cảm nhận đầu tiên của em á, thì là bề ngoài của anh thì rất là gọn gàng và tươm tất. Và cũng có hơi cái vẻ hơi nhút nhát và hiền một xíu. Em không biết là cái công việc của anh á, thì mình làm việc là có giờ rõ ràng không hay là như thế nào ạ? Giờ của anh thì nó cũng rõ ràng là giờ hành chính thôi. Thế nhưng mà có những cái file ở ngoài thì mình làm thêm gì đó thì mình thường là mình thức đêm mà. Nhưng mà đa số là cũng có thể sắp xếp được thời gian. Bây giờ á là em gái hỏi nè, bên nhà trai á là làm 3D đó. Dạ. Yeah. Tiếp xúc 3D, chữ 3D nó hay ảnh hưởng lắm á. Coi chị. Không đâu anh Quỳnh Linh. Có không? Bà em cũng men lắm á. Hả? Bà em cũng men lắm à. Chứ không. Lúc ngày nó ôm cái máy không 3D suốt vậy đó. Với lại là cái kế hoạch tương lai của anh á, khi mà anh muốn tìm một cái đối tượng á, thì cái kế hoạch tương lai của anh sẽ là như thế nào với bạn nữ? Anh là mình tìm hiểu trong vòng 6 tháng đến năm thôi. Là tầm đó là mình có thể cưới rồi. Và khi mà ví dụ mà mình có tiến xa hơn á, thì không biết là anh vẫn ở đây làm việc hay là mình phải về dưới ở? Cái đó thì chắc là đến lúc nào mà em bấm nút đi rồi anh sẽ nói cho. Công việc nhà trai rất đơn giản, em chỉ bấm nút đi, em chỉ dọn đủ chỗ để máy vi tính thôi.
Với chỗ ngủ nè. Với chỗ ngủ nè. Dạ. Là bạn ấy lo hết. Bởi vì nghề này đơn giản chỉ có máy vi tính thôi, bạn ấy sẽ làm được tất cả mọi thứ. Yeah. Thế giới trong tay của bạn ấy, 3D trong tay bạn ấy luôn. Yên tâm nha. Hiện tại thì em cũng có để dành được một ít và có sự hỗ trợ của gia đình. Thì nếu bạn đi cùng với mình nữa thì là bọn mình xây dựng một gia đình. Có một điều này là không biết là anh có biết nấu ăn hay không. À, được, nhưng mà em có dám ăn không mới là quan trọng. Dạ, cố gắng ăn là sẽ được. Anh thì rất thoải mái luôn đó. Anh rất thoải mái. Em có dám ăn không? Anh cũng nấu tương đối được nhưng mà không có nhiều món thôi. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Về anh chắc anh nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? Ê, cô suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Rồi bây giờ hai bạn có muốn gần nhau thêm một chút để mà cảm nhận về cái cảm giác của nhau không? Dạ muốn. Tới công chuyện luôn, tới luôn. Muốn thì đứng dậy, hai bạn đứng dậy, chúng ta tiến lại gần nhau. Rồi, các bạn cảm nhận về đôi bàn tay đó nó như thế nào? Cảm giác đầu tiên là mình thích cái tính của bạn là hiền lành, dễ thương, mới là mẫu cái mẫu người gái, bạn gái của mình rồi. Bạn cũng có ngoại hình rất là xinh xắn nữa. Tim mình nó loạn quá nên là mình cũng không nói được cái cảm xúc mình, mà mình cũng thấy vui, hạnh phúc. Cái tay của anh thì rất là ấm. Dạ. Và em cũng thích cái người con trai là ấm áp một xíu, nhìn tình cảm với em một xíu. Và cũng phải biết chia sẻ với công việc của em, do là cái công việc của em đôi lúc nó cũng sẽ rất là áp lực. Dạ. Hát liền, hát bài liền. Mạnh mẽ lên em. Để anh hát một bài cũng được ha. Có vẻ hơi dở nhưng mà em là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió làm trái tim anh. Anh quên. Hay à? Bài ta tôi hát hay á. Em cũng hơi run nên là chắc em hát tặng anh một bài về mầm non. Ba ngọn nến lung linh. Hát bài khác thôi. Dạ. Ba ngọn nến lung linh. Dạ. Ba ngọn nến lung linh đó cũng ý nghĩa. Ừ, được. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. La 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 la, thắp sáng một gia đình. Hay quá. Rồi. Rồi, chúng ta về ghế. Mình hãy làm theo nhịp tim của mình, làm theo suy nghĩ của mình, bởi vì đó là hành động của mình và hãy có trách nhiệm với hành động đó và quyết định bằng chính mình các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đó. Chính thức, mấy cô khỏi phải lo nữa. Có người này lo. Nào, hãy nắm tay nhau. Hand in hand. Đó, trời, cặp đôi này rất là xứng với nhau luôn. Bây giờ cô giáo ở đây, nhưng mà gia đình cô giáo đang ở nhà theo dõi chương trình. Bây giờ mình nói là thưa hai bác, thưa gia đình của bạn gái mình. Cháu chào bác gái và bác trai. Hiện tại thì bọn cháu ở thành đôi thì có... Cháu sẽ chăm sóc bạn. Bạn tên gì? Tên gì á, không phải ác á. Hiền ạ. Nói lời. Dạ, cháu dạ, chăm sóc bạn Hiền đến suốt cuộc đời. Có nhớ anh tên gì không? Dạ đúng quá, cũng à? Quên mất rồi. Trình. Anh Trình. Trạng Trình đó. Dạ. Bắt đầu từ bây giờ không được quên nữa nha. Ai dễ thương ha. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ. Em cố lên mời. Nào. Cố lên bằng trai nha. Rất dễ thương. Ok, mời nào. Dạ, em cảm ơn chị. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì Ngọc Lan của Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời.